Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách thắt nút dây cực kỳ bền, cực chắc và đẹp. Mình để thắt các đồ vật như chai nước hoặc thắt nút để kéo những vật nặng. Các bạn xem video, nếu thấy hay, like và đăng ký kênh mình nhé.